Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thái đang có mặt ở ở Hậu Giang thăm lại một cô vườn khách hàng cũ rồi nha. Chú làm với mình từ cái thời mà cây nhỏ nha. Đó, các bạn có cái đọt nè nha. Chú làm với mình từ cái thời từ cây nhỏ xíu nha. Cái lên lúc làm bông chú không làm với mình nữa. Chú kể là chú cho em chú làm. Em chú làm với một anh khác chứ không phải là mình nha. Rồi. Các bạn coi nè, cái chỗ tiếp giáp nè, hai cái phần tiếp giáp nè. Giữa cái chỗ mà nó khô đọt và nó ra đọt mới như thế này nè. Đó. Đây nè. Ha, Thái đã làm cho một cái cây như thế này kìa. Đó. Các bạn xem các bạn thấy không? Ở trên nè các bạn thấy nè. Ở trên là chà nè. Đây là chỗ chà nè. Đó. Gian nan với cái vườn này lắm nè các bạn coi nè ha. Đây là cái gì? Không biết cái gì nè. Thật sự là mình không biết cái gì nó làm banh cái đọt luôn nè. Nè, nặng thấy chưa? Rất là nặng ha. Thái làm bây giờ Thái làm cho nó ra trong nắc ha. Và cái đọt này nè, nó khô thì thôi, nó khô thì hư rễ mẹ nó rồi còn ra gì nữa. Nhưng mà Thái sẽ cố gắng Thái làm cho nó ra như thế này nè. Đây nè các bạn. Bằng chứng đây là Thái lia cho các bạn xem nè ha. Đây là những cái đọt nó đang ra nè ha. Đó, nó đang ra. Thái chiếu xuống dưới cái rễ cho các bạn xem ha. Thái móc đại một cục nha, nhưng mà Thái không biết là hiện tại nó chỗ này nó như thế nào luôn nè. Chú mới ít một mô vô đây nè các bạn thấy không? Đó, cái rễ trắng nó bắt đầu ra thấy không? Đây nè, đó thấy chưa nè, đó đã chưa ha. Đó. Thì cái rễ nó trắng nó ra thì chúng ta sẽ thấy cái đọt này nó như thế này nè ha. Các bạn thấy không, nó búp nó mần mở như thế này nè ha, rất là đã. Nó biểu hiện của nó là phê thuốc á, mày là phê thuốc. Đây nè ha. Đó, bắt đầu Thái đã làm cho nó ra như thế này rồi nè. Đây nè, mình cho các bạn coi thủ nhưỡng nha. Các bạn thấy gì không nè, đất này là đất nè, đất nạc ha, pha cát nè, đất nạc pha cát. Cát này là một cái loại hữu cơ khó tiêu đó bạn ha. Nhưng mà nó rất là hay các bạn, nó rút nước rất là tốt nè. Nhưng mà mùa nắng thì nó làm sao, nó cháy lá. Mùa nắng này mà nó hóc là nó cháy lá liền. Bởi các bạn chú ý, chúng ta phải kỹ nha. Đó, bây giờ Thái đã cho nó ra như thế này nè. Thái tạm gọi đây là một cái cơi, một cơi đầu sau khi mà chúng ta thu trái xong các bạn. Ôi trời chú ơi, mà sao chú không cắt mấy trái này bỏ đi? Nó có thơm không, Thái ăn cắp trái coi. Đây, để rõ hơn thì Thái sẽ đi ra ngoài này nè. Đây nè các bạn nè. Đây nè, đây là cái dấu hiệu rõ nhất là các bạn thấy nó đang phục hồi lại từ từ nè. Chú nói với Thái là Thái nó ra ngon hơn rồi con nha. Nó ra ngon hơn rồi. Đây nè, nè các bạn coi nó giao lóng nè. Thấy chưa các bạn, nó giao lóng nè. Nè, giao lóng nè. Bắt lo, ngô độc bắt lo. Cái gì? Đây nha. Hiện tại nó đã đẹp như thế này nè. Đó. Một cơi nữa ha. Chú ơi chú, cái cơi này nó ra xong là nó lấp lá rồi ha. Một cơi nữa cũng sẽ làm bông cho chú. Đó. Và Thái sẽ sát sao cái vườn này nha. Nói chung là chú cháu là lỡ một cơ hội một lần rồi, hay một lần đò rồi, Thái sẽ không làm mất cơ hội một lần đò nữa đâu. Nha, chú cũng vậy ha. Đó. Hồi đó Thái phục hồi cây rất là đẹp. Đặng mà trước khi làm trái, cái bắt đầu tự nhiên chú bỏ Thái ngang à. Rồi. Cái bây giờ sau một thời gian các bạn coi nè, đây là cái tàn tích. Giờ Thái vô Thái phục hồi. Thái vô Thái phục hồi lại. Các bạn biết là Thái cho chú tưới là organic ha. Là dưới cái xô cái đồ màu thân hai cái cộng lại ha là 6.000 lít ha. Cái tỷ lệ là chú đổ 5.000 hay 6.000 vậy Thái cũng không nhớ, mà Thái dặn chú là 6.000 đó. Thì các bạn thấy bây giờ hiện tại cái đọt nó đã ri nè. Tất cả cái đọt đều chuẩn bị mở nha. Tất cả cái đọt đều chuẩn bị mở ha. Ở trên phun cái gì thì các bạn biết rồi ha. Nè, Thái đang nói làm cái rễ nè. Nè. Làm rễ để đừng cho giao lóng quá nhiều ha. Thấy chưa? Đây nè. Đó. Các bạn coi ở trên nè. Nè, quay lại nè. Nè. Đó. Tàn tích ở trên ha, tới bây giờ nó vẫn còn sót lại nè. Thái có nói với chú là bây giờ chú có rảnh là chú cắt nó đi nha. Chú cắt nó mớ đi, chú để như thế này nó buồn á.
cái tàn tích để lại thì ai cũng buồn hết. Nè, bây giờ hiện tại nó ra ra như thế nè, thì Thái hứa với chú là Thái sẽ cho thay toàn bộ tất cả cái lá này, nó sẽ thay là một áo mới ha, một dạng áo mới hết hoàn toàn ha. Hôm bữa ra cơi lỡ có một số cây nó ra cơi lỡ như thế này, lá bự không thôi bà, lá bự không, nhưng mà Thái chưa chịu. Thái nói chú là Thái chưa chịu, con sẽ làm cho chú đẹp hơn, tại vì cây của chú là nó phải trả về cái gì ban đầu cho con mới được. Đây ha, đây đây, thấy không, cái hiệu quả khi mà chúng ta phục hồi. À, Thái cho chú đánh các bạn thấy không, các bạn xem coi, những cái lá mà nó đang cháy là nó ngưng cháy nè ha, nấm hồng nấm rong này kia là nó đứng nó chết một chỗ nè ha. Những cái lá này nó sẽ góp phần nó quang hợp cho những cái này, khi nào mà cái lá nó đầy ra là tự nhiên mấy cái lá nó rụng hết trơn, là nó xong cái nhiệm vụ của nó rồi ha, là nó không còn làm gì nữa. Ở trong là rong rêu là Thái cho xử lý ha, nè xử lý hết rồi. Tạm thời như thế này là chú ha, chú cho con cử DB nha, chú cho con cử DB đi, DB Thái của con đó, chú cho quánh một cử đi, cái là cái lá này nó xanh đậm lên là bắt đầu nó đi cơ chuyền. Cái này mình sẽ lấy cơ chuyền thôi, chứ mình lấy mà cơi mà lỡ hay là nó trễ vụ nữa, nó trễ vụ là mắng nắng lắm các bạn, năm nay El Nino nắng nha, nắng sớm nha, nắng sớm là cháy lá dữ dội nha. Đó, thì chúng ta phải làm sao cho nó nhanh lên, con làm cho chú làm cho nó nhanh thiệt là nhanh lên nha, là ok đó. Các bạn coi nè, coi nè, nó giờ nó ra rễ, nó ra đầu, thấy thương không các bạn nha. Đó, Thái phục hồi có nhiêu thôi các bạn nè, nó ra được một gan nè nha, từ lúc mà giao lóng mà nó chết đốt nè, đó ra là một gan ha, giờ tất cả cái này nó đều ra đọt như thế này. À rồi ok các bạn, rồi à, Thái xin phép Thái đi về ha, những cây móng thon là quá dễ rồi. À, xin phép Thái về đây. À, hẹn chú một cái buổi tới, con sẽ ghé chú là một lần nữa, con sẽ gặp chú là lúc đó là chúng ta bàn tới cái chuyện là bông ha.